Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhadathoangtien.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4,5m và độ dài là 15m. Được đúc kiên cố là một trệt một lửng, hai lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, bốn phòng ngủ, và chúng ta có một cái khoảng sân phía sau để chúng ta phơi quần áo. Cũng như căn nhà mình đang có hướng là hướng tây tây nam, phù hợp với lại khách hàng thuộc mệnh tây tứ trạch, và giá của căn nhà này chỉ có 4 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng. Rồi bây giờ mình sẽ lướt qua cái mặt tiền cũng như cái vị trí bên ngoài của căn nhà chúng ta. Thì chúng ta có một khoảng vỉa hè khoảng 3 mét, chúng ta có thể để xe gắn máy, cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô rất là đẹp. Và trong khu phân lô này thì chúng ta đang được xây dựng cũng như đang bán. Rồi mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của chúng ta lại một lần nữa để giới thiệu cho khách hàng chúng ta cùng xem một căn nhà 4,5m và độ dài là 15m và đang có cái giá chỉ có 4 tỷ 100 triệu đồng này. Thì phía ngoài chúng ta có một khoảng sân khoảng 3 mét, chúng ta có thể để xe gắn máy cũng như di chuyển vào bên trong. Thì bên ngoài chúng ta có một bộ cửa cuốn phía bên ngoài. Kế tiếp là chúng ta có một bộ cửa chính được làm từ chất liệu bằng sắt rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến chúng ta có một cái khoảng phòng khách rất là rộng này. Thì sàn nhà chúng ta được lát gạch bóng kính 80, cũng như hai bên thì chúng ta thấy chủ nhà cũng đã ốp gạch cao lên khoảng 1,5m cho chúng ta. Có đi chúng ta cái viền chỉ màu đen rất là đẹp. Cũng như chúng ta thấy bên trong khu vực cầu thang chúng ta thì toàn bộ cầu thang chúng ta được làm từ lan can bằng gỗ và mặt đá hoa cương. Đây là hệ thống đèn trần ở phòng khách căn nhà chúng ta. Cũng như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì mình sẽ di chuyển cái phòng khách lên tầng lửng của căn nhà chúng ta. Còn nếu như nhà chúng ta chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng cùng một lúc là hai cái phòng khách rất là thoáng mát. Cũng như căn nhà này thì chúng ta thấy chủ nhà đúc cho chúng ta một cái tầng lửng, cho nên là căn nhà rất là thoáng mát. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực cầu thang. Cầu thang chúng ta thì toàn bộ tay vịn cầu thang như trụ cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu bằng bằng gỗ rất là đẹp. Cũng như mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng bếp căn nhà chúng ta. Thì chúng ta có một cái không gian phòng bếp rất là rộng. Cái bếp, tủ bếp chúng ta được làm từ chất liệu bằng gỗ, và phòng khách, phòng bếp căn nhà chúng ta cũng đã được chủ nhà ốp gạch đá cao lên khoảng 2,5m chúng ta, rất là sạch sẽ. Và chúng ta có khoảng không gian để tủ lạnh rất là rộng. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực giếng trời và nhà vệ sinh. Thì bên ngoài chúng ta có một cái khoảng sảnh phía bên ngoài và có nhà vệ sinh ở bên trong. Nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt này rất là rộng rãi và thoải mái. Rồi mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng chúng ta cùng tham quan về một căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12. Và căn nhà mình thì chỉ có giá 4 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng, với một cái diện tích là ngang 4,5m và độ dài là 15m. Và căn nhà mình thì rất là gần với lại quốc lộ 1A cũng như đầu đường Lê Văn Khương và siêu thị Metro. Đây là khu vực phía bên trên sảnh tầng lửng căn nhà chúng ta. Mình sẽ chiếu ra bên ngoài để khách hàng chúng ta cùng tham quan về một cái không gian phòng khách phía bên ngoài cũng như tầng lửng của căn nhà chúng ta. Thì tầng lửng của chúng ta phía sau chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể là vừa làm phòng khách, phòng karaoke, phòng ngủ rất là tiện lợi. Cũng như mình sẽ chiếu lại cái nhà vệ sinh của tầng lửng căn nhà chúng ta.
Và không gian phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta, một cái phòng khách ở tầng lửng rất là rộng. Chúng ta có hệ thống đèn trang trí trần thạch cao, và với một cái diện tích ngang 4,5 m, chúng ta thấy là cái không gian của phòng khách rất là rộng, cũng như căn nhà mình thì bậc tam cấp của chúng ta chỉ khoảng 15 phân thôi, và nó có bản rộng đến 30, rất là phù hợp cho chúng ta có thể là mua sử dụng cho người cao tuổi, với một cái tam cấp thấp đi rất là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà chúng ta. Mình sẽ đến với là phòng ngủ phía trước căn nhà chúng ta. Thì toàn bộ cửa căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu bằng gỗ, nhưng mà anh chủ nhà lại thích cái tông màu trắng, nên sơn chúng ta một cái tông màu trắng phía bên ngoài cũng như cái cửa chính của căn nhà chúng ta. Di chuyển vào bên trong thì chúng ta thấy là không gian phòng ngủ căn nhà chúng ta rất là rộng, một cái diện tích là ngang 4,5 m, được thiết kế là mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh khép kín, nhà vệ sinh riêng biệt. Cũng như phòng ngủ phía trước thì chúng ta có một bộ cửa để đi ra cái ban công phía bên ngoài, và kế bên thì chúng ta cũng có một cái cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Cũng như phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cũng đã được chủ nhà đi sẵn hệ thống cáp nét và hệ thống điện máy lạnh. Thì chúng ta khi chúng ta mua căn nhà này thì chúng ta chỉ ráp vào là chúng ta sử dụng được thôi. Cũng như chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là rộng rãi này. Đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 căn nhà chúng ta. Di chuyển lại phía sau, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 2. Và mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Chủ nhà thiết kế chúng ta rất là hay. Phía sau thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh, cũng như cái khoảng sân phía sau thì chúng ta cũng có thể giặt giũ quần áo, cũng như làm tất cả các tính năng ở phía sân sau. Với một cái mức giá chỉ có 4 tỷ 100 triệu đồng, chúng ta vẫn đang được thương lượng trực tiếp với lại anh chị chủ nhà để chúng ta có thể sở hữu một căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, với một cái diện tích ngang 4,5 m và độ dài là 15 m. Chúng ta có một trệt, một lửng và 4 phòng ngủ, 2 sân phía sau để chúng ta có thể phơi đồ phía sau, cũng như hai cái ban công phía trước. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà chúng ta. Phòng ngủ số 3 căn nhà chúng ta rất là rộng rãi. Cũng như mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 4 phía sau căn nhà chúng ta. Và mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sân phía sau, cũng như nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà chúng ta. Và chúng ta đang có một cái cầu thang gỗ để đi lên mái. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.